Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế Rwanda, quốc gia ở châu Phi, đã ra thông báo về vụ dịch do virus Marburg lần đầu tiên phát hiện tại nước này. Theo đó, WHO đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát dịch nêu trên là rất cao. Nhận định về nguy cơ bệnh bước tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cho biết nguy cơ không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, về đường hàng không, nguy cơ này khá thấp do không có đường bay thẳng từ Rwanda đến thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hành khách cũng được sàng lọc trước khi xuất cảnh. Trước tình hình dịch bệnh luôn biến động trên thế giới, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát. Cụ thể, cập nhật thông tin về virus MERS và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng dịch, sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện ca bệnh. Đồng thời, các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm và cách bảo vệ cá nhân cũng được thực hiện để hạn chế lây lan trong cộng đồng. Marburg là một virus thông qua động vật trung gian để gây bệnh, cụ thể là loài rơi ăn quả tại châu Phi, Rosetstert agiptiacus. Tên của virus được lấy từ phòng thí nghiệm Marburg Đức Đức, nơi phát hiện ra loại virus này vào năm 1967. Đây là một căn bệnh sốt huyết hiếm gặp nhưng gây tử vong tương tự như Ebola, nhưng không giống như Ebola mắc bớt không có phương pháp điều trị hoặc vaccine và tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Bệnh do virus mắc bớt gây ra rất khó chuẩn đoán. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt đột ngột, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau người. Ngoài ra còn kèm theo buồn nôn, đau ngực, đau bụng, đau họng, tiêu chảy, vàng mắt, có biểu hiện sốt huyết, mê sàng, đi vào sốc và dẫn đến suy gan, suy đa tạng có thể dẫn đến tử vong. Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình vẫn đang thực hiện xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh tên DTTH, sinh năm 2009, chú huyện Minh Hóa, bị xâm hại tập thể. Trước đó, theo trình báo của người dân, chiều ngày 13 tháng 10, nữ sinh hát tham gia cuộc nhậu cùng nhóm thanh niên tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Đến chiều tối cùng ngày, nữ sinh hát say và bị nhóm thanh niên đưa vào nhà nghỉ và liên tiếp thực hiện hành vi đổi bại. Sau khi bị xâm hại, hát tỉnh dậy và hoảng loạn chạy về nhà, thì không may gặp tai nạn và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người nhà nạn nhân sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Được biết, đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 2 nam thanh niên liên quan đến vụ việc bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra. Trong đó có một thanh niên 17 tuổi, ngụ tại xã Trung Hóa và một thanh niên 20 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công an Đà Nẵng đang điều tra nghi án sát hại bạn gái trong nhà nghỉ. Trong khi đó, trên mạng xã hội đang lan truyền các clip hình ảnh màn cầu hôn tại một nhà hàng trước đó được cho là của cặp đôi trên được biết vào tối ngày 17 tháng 10, công an Đà Nẵng đã có thông tin về vụ việc trên. Theo đó, sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, từ kết quả điều tra, phối hợp làm việc với những người có liên quan, công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vụ án giết người, tạm giữ đối tượng gây án là Phan Văn Minh, 27 tuổi, chủ xã Tân Lập, huyện Con Giấy, tỉnh Con Tôm. Theo điều tra, Minh mới xuống Đà Nẵng ngày 14 tháng 10, đối tượng và chị YH, 23 tuổi, chú huyện Đắk Lây, tỉnh Con Tôm có mối quan hệ tình cảm. Tại Đà Nẵng, đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ TB, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 10, tại phòng số 6 của nhà nghỉ trên, do mâu thuẫn, mình vùng hai con dao tác động vào người chị YH khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau khi phạm tội, mình rời khỏi nhà nghỉ, lần trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và uống thuốc diệt cỏ. Sau khi bị công an thành phố Đà Nẵng giữ, mình đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện sức khỏe của nghi phạm ổn định. Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau khi khám nghiệm, chị H đã được đưa về quê để gia đình lo hậu sự. Liên quan đến vụ việc, ông GVT, chủ quán cơm gà gần nơi xảy ra vụ việc kể lại, khoảng tầm gần 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10, nghi phạm rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Ông VT cho biết thêm, sau khi gây án thì anh ta đã gọi điện thoại báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại IH. Gia đình nghe tin thì điện thoại báo công an và sau khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo thì công an đã xuống phong tỏa hiện trường để điều tra. Trên mạng xã hội đang có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc này. Có người cho biết mình và chị Hát yêu nhau một thời gian nhưng gã đàn ông thường xuyên động tay chân với bạn gái. Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực đã hứng chịu một loạt cơn bão vào năm 2024. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11, phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều hơn có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi đã bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9, cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng. Theo cơ quan này dự báo trong những tháng tới số lượng bão có thể sẽ sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình Biển Đông thường đón nhận khoảng 2,8 cơn bão trong thời kỳ này và trong đó có khoảng 1,1 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta. Đặc biệt, các tỉnh thuộc Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng chính từ các cơn bão này. Đáng lưu ý, các cơn bão có khả năng hình thành ngay trên Biển Đông, cùng với đó có nguy cơ gây ra mưa lớn, ngập lụt và lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi và ven biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 năm 2024, các đợt mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này có thể kéo dài hơn so với trung bình hàng năm, khiến việc nhiều địa phương có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cao hơn bình thường, từ đó dẫn đến lũ lụt diện rộng và sạt lở đất. Mùa mưa ở Trung Bộ dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm 2024, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, có những phân tích về điều kiện khí tượng, các yếu tố biến đổi khí hậu khiến siêu bão ngày càng nhiều. Bà Lan nói: "Chúng ta có thể thấy rõ biến đổi khí hậu làm trái đất ấm hơn, nhiệt độ biển tăng thêm là điều kiện lý tưởng để hình thành bão mạnh và siêu bão. Điều kiện để một cơn bão hình thành là nhiệt độ biển từ 27 độ C trở lên." nhiệt độ càng cao thì năng lượng nuôi bão càng nhiều trên các đại dương thời điểm đó lại không có vật cản không có không khí lạnh các cơn bão cứ vậy ngấu nghiến năng lượng rồi mạnh lên nhanh chóng theo nhận định của bà lan với diễn biến này siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều có thể không phải trong năm nay nhưng các năm tới nữa tần suất sẽ dài hơn đánh giá về các cơn siêu bão gần đây bà lan cho biết cấu trúc bão tốt đối xứng mắt bão rõ với những yếu tố trên bão trở nên rất mạnh giữ cường độ trong thời gian dài không bị suy yếu